Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm vlog thứ hai về góc khoa học và một căn bệnh ngày hôm nay mình muốn đề cập tới, đó là bệnh cúm A H1N1. Như các bạn đã biết thì hiện nay ở Việt Nam đó là đang mùa dịch cúm và đã có những trường hợp tử vong rất là thương tâm do sự điều trị không kịp thời và do sự nhầm lẫn giữa bệnh cúm và cúm mùa. Vì thế ngày hôm nay mình muốn đưa đến cho tất cả các bạn những thông tin hữu ích nhất về bệnh cúm AH1N1. Khi mình có ý định làm vlog về bệnh cúm AH1N1 thì mình đã có một quá trình, đó là tìm kiếm các câu hỏi thường gặp, những câu hỏi mà các bạn muốn hỏi thắc mắc nhiều ở trên Google và liệt kê ra, và sau đó thì mình đã tìm những câu trả lời dựa trên những bài báo, những nghiên cứu được xuất bản. Và ngày hôm nay thì dựa trên các cái câu hỏi đó, những thắc mắc đó thì mình sẽ dựa trên những bài báo và những nghiên cứu đã được xuất bản trên thế giới, các nhà khoa học, để đưa ra những câu trả lời chuẩn xác đến cho tất cả mọi người. Và hy vọng rằng là cái vlog này sẽ mang tới cho các bạn những thông tin hữu ích nhất về căn bệnh cúm AH1N1. Trước khi bắt đầu vlog thì liệt kê các câu hỏi thắc mắc từ mọi người ở trên Google, thì mình đã tìm được một bài báo mà được xuất bản vào tháng 9 năm nay, năm 2019. Bài báo này đã, mình nghĩ rằng là bài báo này đã giải quyết hầu hết tất cả các thắc mắc của mọi người. Vì thế mình đã lựa chọn bài báo này để đưa ra những câu trả lời cho những cái thắc mắc, để đưa ra những câu trả lời chuẩn xác nhất. Vì bài báo này xuất bản vào tháng 9 năm 2019, vì thế những số liệu và những dữ liệu, thông tin được đưa ra mang tính tin cậy và được cập nhật mới nhất trên thế giới. Bài báo này có tên đó là bệnh cúm AH1N1. Câu hỏi đầu tiên mà mình nghĩ rằng đó là sự thắc mắc của tất cả mọi người, đó là virus cúm AH1N1 là gì? Đối với bài báo thì họ đã giải thích rằng là cúm AH1N1 là chủng cúm lợn, được xuất phát từ lợn. Cúm AH1N1 trên lợn thì dẫn tới các bệnh đường hô hấp ở lợn, và khi con người tiếp xúc với lợn bị mắc bệnh thì sẽ có khả năng bị mắc bệnh cúm lợn cao hơn. Và bệnh cúm lợn là một chủng cúm của virus cúm A, thì nó gây ra các triệu chứng, ví dụ triệu chứng và các bệnh như là bệnh viêm đường hô hấp, và các triệu chứng như là chảy nước mũi, cảm lạnh, sốt, kém ăn và các bệnh về đường hô hấp. Vào năm 1918 thì trên thế giới có một đại dịch cúm gây chết người. H1N1 được biết tới với tên gọi đó là dịch cúm Tây Ban Nha, và đã gây bệnh cho gần 500 triệu người trên thế giới, và đã có đến 50 đến 100 triệu người đã chết vì dịch cúm này, chiếm tới từ 3 đến 5% dân số trên thế giới tại cái thời điểm đó. Và năm 2009 thì có một chủng cúm H1N1 mới đã lan rộng ra khắp thế giới và tạo ra một đại dịch cúm. Tuy nhiên thì chủng cúm H1N1 gây ra đại dịch năm 2009 thì lại không phải là truyền từ lợn sang người. Hình thức lây truyền của cúm AH1N1 năm 2009 thì nó khá là khác, và nó không bắt nguồn từ lợn, không truyền từ lợn sang người, từ sự tiếp xúc trực tiếp của người đối với các vật dụng chứa virus. Khi một người chạm vào một vật dụng mà chứa virus, sau đó thì họ, chân tay của họ chứa virus và họ sẽ chạm vào mắt và mũi của mình, thì sau đó thì họ sẽ bị nhiễm virus cúm AH1N1.
Khi virus virus này gây ra các triệu chứng trên người giống như các triệu chứng xảy ra ở lợn, và người ta nghiên cứu rằng là do sự đột biến và sắp xếp các gen cấu trúc của virus nên virus này có khả năng lây truyền giữa người và người. Đại dịch cúm H1N1 năm 2009 được bắt nguồn từ Mexico với một chủng cúm là sự kết hợp của bốn loại virus cúm khác nhau. Và khi do sự bội nhiễm virus cúm từ nhiều loại động vật khác nhau nên virus có thể tương tác đột biến và tạo ra nhiều chủng virus mới. Mặc dù virus bắt nguồn từ lợn nhưng chúng có thể lây truyền từ người sang người. Khi bệnh cúm mà có thể lây truyền từ người sang người, chúng có thể tạo ra các đột biến mới và gây ra sự khó khăn trong điều trị. Câu hỏi thứ hai đó là sự khác nhau giữa bệnh cúm H1N1 và cúm mùa như thế nào? Mình nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là hữu ích cho tất cả mọi người, bởi vì chúng ta luôn luôn nhầm lẫn giữa cúm mùa và bệnh cúm AH1N1, và đó cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tỷ lệ mắc bệnh cao hơn và dẫn đến tử vong của bệnh nhân. Ở đây thì mình cũng đã tham khảo các bài phát biểu của các giáo sư, của các thầy ở Việt Nam và các thầy ở trên thế giới, thì các thầy đã đưa ra cách phân biệt giữa cả cúm và giữa cúm mùa và bệnh cúm AH1N1. Thì các thầy có đưa ra một ý kiến, các thầy đã nhận định rằng là bệnh cúm có diễn biến phức tạp và biến chứng nguy hiểm hơn rất là nhiều so với bệnh cúm mùa. Và cách phân biệt dễ nhất giữa cúm mùa và bệnh cúm AH1N1 đó là triệu chứng sốt, và thứ hai đó là sự dễ lây lan, tính chất lây lan của bệnh cúm. Cảm cúm bình thường đó là cúm mùa thì thường thường sẽ không sốt hoặc là sốt nhẹ, nhưng đối với bệnh cúm A thì gần như chắc chắn là sốt, và sốt cao thường hơn 37 độ, và trẻ nhỏ thì sốt kéo dài từ 3 đến 4 ngày. Cảm cúm thường không lây lan nhưng bệnh cúm A thì lây lan cho những người xung quanh. Đó là cách phân biệt rõ nhất giữa cúm mùa và bệnh cúm AH1N1, và mình nghĩ rằng là và mình nghĩ rằng trong cái thời điểm mà Việt Nam đang trong mùa dịch cúm, thì mình nghĩ rằng đó là thông tin rất là hữu ích cho tất cả mọi người để có thể phân biệt một cách nhanh nhất về bệnh cúm mùa và bệnh cúm AH1N1, và khi đó sẽ có sự điều trị kịp thời. Vậy cúm AH1N1 nguy hiểm như thế nào và bệnh lý tiến triển như thế nào? Đối với trong bài báo nghiên cứu về bệnh cúm AH1N1 thì họ có đề cập rằng đó là cúm lợn AH1N1 là một bệnh cấp tính gây ra viêm đường hô hấp trên. Thời gian ủ bệnh là từ 1 đến 4 ngày. Thời gian truyền nhiễm cho người lớn bắt đầu khoảng 1 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng và kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày sau khi bệnh nhân phát triển các triệu chứng. Thời gian truyền nhiễm có thể dài hơn ở các bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu và bệnh nhân là trẻ con. Các triệu chứng cấp tính của bệnh thì kéo dài từ 3 đến 7 ngày, bao gồm sốt, đau cơ. Bệnh nhân bị viêm phổi mãn tính, bệnh tim, phụ nữ đang mang thai là những đối tượng có nguy cơ cao bị biến chứng nặng như viêm phổi do virus, viêm phế quản xuất huyết và có thể gây nên tử vong. Các biến chứng có thể phát triển trong vòng 48 giờ từ khi khởi phát triệu chứng đầu tiên. Ngoài ra nó còn bao gồm đó là sốt cao, viêm phổi gây nhiễm trùng huyết, mất nước, hạ huyết áp nặng,
do nôn mửa và tiêu chảy, mất cân bằng điện giải liên quan đến biến chứng và suy thận. Vậy, đối tượng nào có nguy cơ cao mắc bệnh cúm AH1N1? Bài báo này thì họ đã liệt kê 5 nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh cúm AH1N1 và có tiến triển bệnh trầm trọng khi mắc bệnh. Thứ nhất, đó là trẻ con dưới 5 tuổi. Thứ hai, người cao tuổi trên 65 tuổi và trẻ em dưới 19 tuổi mà được điều trị kháng sinh aspirin trong một thời gian dài. Nhóm thứ ba đó là người bị suy giảm miễn dịch, ví dụ như họ bị AIDS hoặc là HIV. Nhóm phụ nữ mang thai. Và nhóm cuối cùng đó là người có các bệnh lý mãn tính như hen suyễn, đau tim và tiểu đường. Và câu hỏi tiếp theo đó là phải làm gì khi nghi ngờ mắc bệnh cúm AH1N1? Khi một người bị nghi ngờ mắc bệnh cúm AH1N1 thì ngay lập tức họ cần phải đến bệnh viện và được xét nghiệm và được sự chẩn đoán của bác sĩ. Vì bệnh cúm AH1N1 sẽ dễ bị biến chứng và gây nguy hiểm đường hô hấp và sau đó có thể tử vong nếu như không được điều trị kịp thời. Trong bài báo này thì họ cũng đưa ra cái cách phòng chống cúm ở lợn và ở người. Đối với phòng chống cúm lợn ở lợn thì phải sử dụng chất khử trùng và kiểm soát nhiệt độ để ngăn chặn virus trong môi trường. Tiêm phòng cho lợn là bước quan trọng nhất. Hầu hết các trường hợp tử vong đều do bội nhiễm bởi các loại vi khuẩn khác. Khi virus cúm AH1N1 xâm nhiễm vào lợn hoặc là cơ thể người thì hầu hết tất cả các trường hợp họ sau đó thì họ sẽ bị bội nhiễm bởi các loại vi khuẩn khác do hệ miễn dịch bị suy giảm và họ bị tử vong do sự bội nhiễm đấy. Ngăn ngừa lây truyền virus từ lợn sang người. Những người thường xuyên phải tiếp xúc với lợn thì được khuyến khích là đeo mặt nạ, đeo khẩu trang để ngăn ngừa lây truyền qua đường hô hấp. Ngăn ngừa lây truyền từ người sang người. Sự lây truyền từ người sang người thông qua việc người bệnh ho, hắt hơi, virus sẽ tồn tại ở bên ngoài môi trường và con người chạm vào nơi vật dụng chứa virus rồi chạm vào mắt, mũi của mình thì sẽ bị nhiễm bệnh. Cúm lợn sẽ lây nhanh nhất trong vòng 5 ngày đầu tiên ở hầu hết tất cả mọi người. Và để ngăn chặn sự lây lan của virus thì mọi người nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và chất khử trùng có cồn, đồng thời khử trùng tất cả các thiết bị của gia đình, bệnh viện, nơi công cộng bằng dung dịch thuốc rửa tay pha loãng. Bất kỳ ai sống trong khu vực có bệnh, có những cái dấu hiệu nghi ngờ bị nhiễm bệnh thì nên tránh xa các khu vực công cộng và đến bệnh viện ngay lập tức để nhận được sự chẩn đoán của bác sĩ. Và ngày hôm nay thì dựa trên bài báo khoa học viết về căn bệnh cúm AH1N1 được xuất bản vào tháng 9 năm 2019 để đưa tới cho các bạn những thông tin hữu ích, những thông tin xoay quanh bệnh cúm AH1N1. Và mình hy vọng rằng là những thông tin này sẽ hữu ích với tất cả các bạn. Hiện tại thì Việt Nam đang ở trong mùa dịch cúm và mọi người cần phải có những cái kiến thức cơ bản nhất, ví dụ như là sự phân biệt giữa bệnh cúm và cảm cúm. Mình hy vọng rằng là những thông tin này sẽ giúp các bạn cảm thấy yên tâm hơn và an tâm hơn trong cuộc sống của mình. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ để ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, và khi gặp bất cứ một triệu chứng nào nghi ngờ mắc bệnh cúm AH1N1 thì hãy đến bệnh viện ngay lập tức và nhận được sự điều trị, chẩn đoán, điều trị của bác sĩ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi vlog của mình. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích vlog về góc khoa học của mình thì hãy subscribe, like và chia sẻ với tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi mình. 안녕.